Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm một món vừa lạ mà lại vừa quen. Đó là mình sẽ xào thịt bò cùng với ngọn, cái này là ngọn của cây mướp. Mình không biết là ở chỗ các bạn thì có ăn cái ngọn của cây mướp này không? Trái mướp thì mình ăn thì ai cũng biết rồi, nhưng mà ngọn mướp này thì ở một số nơi người ta ăn, còn ở một số nơi thì người ta cũng không ăn cái ngọn mướp này. Nhưng mà cái ngọn mướp này thì ăn nó cũng rất là ngon. Ngon ngon như cái ngọn su su vậy đó. Nó có cái vị riêng mà nó lại thơm nữa. Nay là mình trồng mướp và trái thì không ra, nhưng mà ngọn thì nhiều nên là mình ăn cái có cái ngọn mướp này là ăn rất là ngon. Đây mình chuẩn bị 200 g thịt bò, ngọn mướp với một củ hành tây. Bây giờ mình sẽ ướp thịt bò trước. Mình ướp 1/2 muỗng tiêu và một ít hạt nêm cùng dầu ăn để cho thịt bò của mình nó được mềm. Lúc mình xào thì thịt bò của mình nó sẽ mềm. Lần đầu tiên mà nói ăn cái ngọn mướp này mình cũng không biết ăn, mình cũng không không nghĩ là ngọn mướp chỉ ăn quả của nó thôi chứ chưa bao giờ ăn ngọn, nhưng mà lúc ăn rồi thì thấy nó ngon y như cái ngọn su su vậy đó, nhưng mà cái vị của nó khác hơn một chút. Nhưng mà bình thường mình trồng mướp để lấy trái là nhiều chứ ít ai mà người ta, với lại cũng không có nhiều cái ngọn để mình ăn. Mình ướp thịt bò khoảng 5 phút nhé, rồi mình xào. Mình cho thêm một chút tỏi với hành tím. Giờ mình ướp một chút rồi bây giờ mình sẽ xào. Quê mà nhà bạn nào mà có trồng gấc á, để mình lấy trái á, mà có ngọn gấc hoặc cái lá non á, cũng có thể mình xào ăn cũng rất là ngon. Toàn món đặc sản thôi chứ ở thành phố thì kiếm mấy cái ngọn mướp hay là ngọn gấc thì rất là khó. Họ chỉ bán ngọn su su hay là ngọn bí thì mình kiếm mua rất là dễ. Gia vị lên đó.
thịt bò này thì mình xào lửa lớn nhé, để cho cái thịt bò của mình nó có bị dai, nó ra một tí tái như thế này là mình bỏ qua. Chỉ được một ít nên là mình bỏ thêm một củ hành tây mình xào. Thế nếu mà ngọn mướp này là được nhiều á, mình xào mình với ngọn mướp này với thịt bò thôi thì rất là ngon. Một chút nữa là được. Là mình đã vừa xào xong món thịt bò xào với ngọn mướp rồi các bạn. Nếu mà nhà các bạn có sẵn ngọn mướp thì mình có thể thử xào cho cả gia đình ăn nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu thích video của mình thì hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký và like, chia sẻ giúp kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.